Bắc Ninh là cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội. Từ ngàn xưa, Bắc Ninh đã nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, thời nào cũng sản sinh cho đất nước những bậc kỳ tài như Lý Công Uẩn, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự. Là nơi có phòng tuyến như nguyệt vang mãi bài thơ Nam Quốc Sơn Hà một thời khiến quân xâm lược kinh hồn bạt vía. Nơi có bến Bình Than với hào khí Đông A chống giặc ngoại xâm oanh liệt lẫy lừng của ông cha. Bắc Ninh là chiếc nôi của người Việt cổ, là nơi thấm đẫm nền văn hóa dân gian, là quê hương của làn điệu dân ca quan họ trữ tình đằm thắm, của tranh Đông Hồ sáng bừng trên giấy tiệp, của những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu toàn nắng. Bắc Ninh là quê hương của đền chùa lễ hội, trong đó có ngôi chùa Phật Tích, một ngôi chùa nằm bên sườn núi. Quý vị và các bạn thân mến, chùa Phật Tích nằm dưới chân núi Lạn Kha, thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Theo sử sách, chùa được xây dựng vào năm Đinh Dậu, niên hiệu Long Thụy Thái Bình thứ tư, đời vua Lý Thánh Tông. Chùa tựa lưng vào núi, quay mặt về hướng Tây Nam và nhìn ra sông Đuống. Đứng ở vị trí này, chúng ta nhìn thấy một pho tượng rất lớn được đặt trên đỉnh núi. Đây sẽ là điểm đến tiếp theo của Ngọc Nhi trong hành trình ngày hôm nay. Chùa Phật Tích là một thắng cảnh nổi tiếng của miền Kinh Bắc. Đặc biệt, ngôi chùa này sở hữu những tượng đá kỷ lục trong lịch sử chùa chiền Việt Nam. Chùa Phật Tích nằm trên sườn nam núi Phật Tích, còn gọi là núi Lạn Kha hay núi Tiên Du, thuộc xã Phật Tích, huyện Yên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, xã Phật Tích đã nằm trong địa bàn diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng dân gian Việt cổ. Nhà sư Ấn Độ Khâu Đà La đã về đây dựng chùa và truyền đạo. Nhưng đến đời Lý, khoảng thế kỷ 10, thì chùa Phật Tích mới được xây dựng với quy mô lớn. Bước đến cổng chùa là một giếng nước cổ. Dưới đáy giếng vẫn còn một cổ vật quý, đó là đầu rồng bằng đá. Bước qua cổng chùa, chúng ta như đang đi qua cánh cửa nhiệm màu. Khung cảnh cũng như thanh tịnh hơn, tâm hồn người cũng lắng đọng hơn khi trông lên là gác chuông cổng chùa. Bên này cánh cửa là cuộc sống trần tục với những tính toán bon chen, nhịp sống xô bồ. Còn bước qua cổng là vào với cõi Phật, bỏ lại mọi lo toan của cuộc sống để tĩnh tâm hướng thiện. Khoảng 50 bậc thang đá là hai hàng thú cổ đang phủ quỳ nằm đối xứng nhau. Những sư tử, voi, tê giác, trâu ngựa có chiều cao trung bình khoảng 1m2, dài khoảng 1m5 đến 1m8. Tượng trưng cho tinh thần Phật Pháp và lòng từ bi, tạo thêm vẻ linh thiêng cho cả ngôi chùa.
kiến trúc chùa. Sau khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi cho xây dựng chùa là một ngọn tháp cao khoảng 40 mét, bên trong thờ Phật. Trong chùa vẫn lưu giữ một pho tượng, bên dưới có ghi dòng chữ Lý Gia Tam Đế Lâm Thụy Thái Bình Tứ Niên Tạo, tức là đời nhà Lý thứ 3, tức vua Lý Thánh Tông, niên hiệu Lâm Thụy Thái Bình thứ 4. Giữa kết cấu của thời xưa, con người xây dựng chỉ là mật và đất sét. Chính vì thế, sau khi xây dựng qua thời Trần, chín ngọn tháp bị đổ, lộ ra pho tượng thờ ở trong ngọn tháp. Từ đó, nhân dân địa phương mới xuất hiện gọi là thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Tam Bảo Chùa thờ một pho tượng đá xanh nguyên khối, được lưu giữ từ thế kỷ 17 đến nay. Căn cứ vào hoa văn, các giới khảo cổ đánh giá, đây là một trong những pho tượng độc đáo nhất của Việt Nam. Hàng năm vào ngày mùng 4 Tết diễn ra lễ hội khán hoa mẫu đơn theo truyền thống của địa phương. Chùa vẫn tổ chức nghi lễ để cầu cho quốc thái dân an. Lễ hội hoa mẫu đơn còn gắn với câu chuyện kể rằng xưa kia trên núi Lạn Kha có rất nhiều hoa mẫu đơn. Mẫu đơn là loài hoa vương giả, tượng trưng cho sự thịnh vượng, hạnh phúc. Hoa đẹp đến nỗi khi nàng giáng tiên xuống trời hội hoa, không cầm được lòng mình nên đã hái hoa. Lúc đó, Từ Thức là viên quan cai quản trong vùng, thấy nàng giáng tiên bị phạm lỗi, chàng đã cởi áo ra để chuộc lỗi cho nàng. Phía sau chùa là khu vườn tháp được dựng bằng đá xanh và đất nung. Cả vườn tháp có 32 ngọn tháp lớn nhỏ khác nhau nằm chen lẫn vào núi đá nhấp nhô. Một số tháp còn ghi năm dựng và tên tháp, như tháp Phổ Quang dựng năm 1664, tháp Viên Dung dựng năm 1679, tháp Hiền Quang dựng năm 1680, tháp Viên Quang dựng năm 1684, tháp Bảo Nghiêm dựng năm 1692, còn một số tháp còn lại không ghi rõ năm dựng. Dọc theo sườn núi Phật Tích còn một số hàng gạch nhỏ, mỗi cây tháp đều giữ xá lị của một vị hòa thượng đắc đạo. Với một số tháp ở Phật Tích, chứng tỏ chùa Phật Tích là nơi có nhiều nhà tu hành về tu luyện. Nằm bên cạnh khu vườn tháp có một ao nhỏ hình chữ nhật, có chiều dài 7 mét, rộng 5 mét, sâu 2,2 mét, gọi là ao rồng. Bốn bờ ao được kè bằng đá tảng thẳng đứng với đáy ao. Dưới đáy có thềm đá hình bán nguyệt với đường kính là 3,8 mét,
chỗ nhô cao nhất là 1,9m. Ở mỗi bên nửa trên tảng đá có chạm nổi một con rồng. Cạnh giữa chạm nổi có hình sóng nước nhô cao, cho biết đây là ao của thời Lý. Người xưa có quan niệm núi linh thiêng không cốt ở cao mà phải có tiên ngự. Tương truyền đây là bàn cờ tiên, gắn liền với câu chuyện Vương Chất lên núi đốn củi gặp hai ông tiên đánh cờ. Mải mê xem đánh cờ, đến khi thần tiên bỏ đi thì cán búa bị mục nát, còn mình đã trở thành ông già. Vì thế mà ngọn núi này còn có tên gọi là núi Lạn Kha. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi đặt một pho tượng theo hình dáng tượng Phật A-di-đà cổ trong chùa. Tượng cao đến 27m, đây là pho tượng bằng đá lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Tượng quay mặt về hướng Tây, theo một quan niệm về Phật giáo, hướng về phía Tây là hướng về Tây Phương Cực Lạc, nơi có Phật A-di-đà cai quản. Ở nơi đó, con người ta không còn khổ đau cả về vật chất lẫn tinh thần.